Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì có rất là nhiều những anh chị và các bạn yêu cầu Duy là quay cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG màu trắng đồ thắt nâu các bạn. Đó thì Duy nhận được rất là nhiều những yêu cầu, bởi vì là có thể nói cái màu trắng hiện tại bây giờ là cái màu đang có thể nói là hot nhất thị trường, cũng như là đặc biệt đối với chiếc xe E300 AMG này, thì với cái nội thất màu trắng nội thất nâu thì các bạn thấy rồi, nó vô cùng đặc biệt luôn đó. Và có thể nói đây là một cái màu mà best seller bên Duy ha các bạn. Đó, best seller bên Duy đó, rất là nhiều những anh chị và các bạn mà rất là thích cái màu nội thất này đó. Thì đối với cái dòng xe mà E300 AMG này thì chúng ta sẽ có hai màu nội thất, đó là màu đen và nội thất màu nâu. Thì với cái nội thất màu đen thì Duy cũng đã quay và cũng như đã review cho các anh chị các bạn xem rồi ha. Nếu anh chị và các bạn nào mà chưa xem thì các bạn có thể là xem ở cái link ở trong phần mô tả ha. Duy đã có review chiếc xe E300 AMG cực kỳ chi tiết luôn đó. Còn đây là cái nội thất màu nâu nè các bạn. Đó thì thật ra với cái nội thất màu nâu này thì Duy nghĩ là nó không phải là quá xa lạ với anh chị đâu. Bởi vì là đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG mà cái phiên bản trước đó thì chúng ta đã có cái màu nội thất nâu này như thế này rồi ha. Thì đối với cái phiên bản này thì vẫn giữ nguyên cái phần nội thất này thôi các bạn, nó cũng không có gì thay đổi. À, các bạn thấy không, nội thất nâu cực kỳ đẹp luôn. Thì những anh chị các bạn nào mà thích cái sự coi như là cái màu hơi sáng ở bên trong thì các anh chị các bạn có thể chọn màu nâu này đó. Còn nếu mà anh chị là muốn mà sạch sẽ hơn, muốn mà coi như là nó thể thao và ngầu hơn á, thì có thể là chọn cái nội thất màu đen ha. Đó, đây là phối màu của chiếc xe E300 AMG màu trắng nội thất nâu đây, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời luôn. Thực ra đối với cái màu nội thất nâu này, đây là một cái màu mà Duy cực kỳ thích luôn các bạn, cực kỳ thích luôn đó. Và hầu như luôn tất cả những cái mẫu xe Mercedes-Benz hiện tại bên Duy bây giờ, đối với cái phần mà ghế nâu của chiếc xe E300 AMG này thì có thể nói là nó không giống bất kỳ những cái màu nội thất nào của những cái chiếc xe hiện tại bên Duy đang có luôn đó. Màu nâu này cực kỳ đẹp luôn các bạn, sạch, cũng rất là sạch sẽ các bạn nha, cũng rất là sạch sẽ. Thì với cái ghế nâu như thế này thì các bạn sẽ thấy là những cái đường viền chỉ nè được mai màu đen nó sẽ nổi lên ha, cũng như là cái đường viền chỉ màu nâu ở đây đó. Những cái chi tiết mà chỉ trang trí ở trên cái ghế này nó mai rất là đẹp bạn, cực kỳ sắc sảo luôn đó. Đây là cái không gian phía sau của chiếc xe E300 AMG, cửa sổ trời toàn phần luôn, các bạn thấy không, rất là đẹp. Ở phía sau các bạn có thể là chỉnh được gió máy lạnh nè đó. Thì đối với cái clip mà review cái xe E300 AMG này thì Duy đã nói rất là kỹ rồi các bạn đó. Thì đối với cái clip này chủ yếu là Duy sẽ cho các bạn xem lại cái phối màu bên ngoài bên trong thôi, chứ Duy sẽ không có nói nhiều nữa. Tại vì những anh chị và các bạn nào mà chưa xem thì chúng ta có thể là xem lại cái phần cái link mà Duy đã để trong cái phần mô tả thôi đó, có thể xem lại cái clip giúp Duy ha. Ở đây thì sẽ có một cái rèm chúng ta kéo tay. Bây giờ Duy đang ngồi bên trong khoang nội thất ha, ngay trong khoang lái của chiếc xe E300 AMG này. Thì với cái chiếc xe E300 AMG này, bên phần trong nội thất, bên trong nội thất các bạn sẽ có những cái điểm mới, cũng như là có một vài cái tính năng mà từ trước tới giờ Duy chưa bao giờ chia sẻ, cũng như là hầu như là tất cả những các anh chị và khách hàng cũng chưa biết cái tính năng này ha. Đó, đây. Với cái chiếc xe E300 AMG này, khi mà chúng ta ngoài cái vị trí là nhớ vị trí ghế nè, nhớ vị trí vô lăng, nhớ vị trí gương chiếu hậu, thì đối với người dùng của chúng ta thì chúng ta có thể tạo một cái profile hoặc là một cái hồ sơ ở đây. Đó là khi mỗi lần mà chúng ta lên xe thì chúng ta chỉ việc bấm vào một cái hồ sơ của Duy, chẳng hạn như Duy tạo cái hồ sơ riêng cho Duy, thì Duy lên Duy chọn vào cái phần hồ sơ của Duy thôi, là tất cả những cái setup nó sẽ trở về đúng như những cái mà Duy đã cài đặt. Chẳng hạn như là Duy sẽ tạo hồ sơ đây, tiếp tục ví dụ như là Duy sẽ chọn là cái tên là Duy Mercedes ha, Duy Mercedes. Màn hình cảm ứng bây giờ nó sử dụng rất là nhạy, cũng như là sử dụng được rất là nhiều thứ, rất là tiện luôn các bạn. Ok, cài đặt hiện tại ha, mình sẽ chọn cài đặt hiện tại, tiếp tục. Đề xuất hệ thống có thể cung cấp gợi ý cá nhân phù hợp với cách sử dụng của bạn, đề xuất. Đề xuất nhận, tiếp tục.
khi mà chúng ta lần đầu tiên mà chúng ta lên chỉnh ghế á, thì thường là chúng ta sẽ rất là khó chỉnh theo những cái mong muốn, cũng như là chúng ta nhiều khi chúng ta không biết chúng ta chỉnh như thế nào để chúng ta ngồi cho nó thoải mái luôn á. Đó, thì nhiều khi chỉnh một lần rồi chúng ta cảm thấy chưa ưng, rồi chỉnh tới chỉnh lui như có rất là nhiều những anh chị khách hàng là như vậy. Các bạn không biết chỉnh cho mình cái ghế như sao để ngồi cho phù hợp, thì với cái xe E300MG này sẽ chỉnh giùm các anh chị các bạn luôn. Đó, định vị trí ghế nè, chúng ta có thể là set up cái chiều cao của chúng ta ha, chúng ta có thể chọn cái chiều cao của chúng ta vào đó. Ví dụ như Di sẽ chọn ở một cái mét là 1m67, 1m68 đi. Đó, chiều cao của Di ha, thì Di bắt đầu xác định vị trí nè, chọn vào đây có, thì cái chiếc xe nó sẽ tự động chỉnh cái ghế vào đó và cái vô lăng luôn, các bạn thấy không? Đó, nó tự nó chỉnh luôn cho mình luôn. Mà khi mà Di ngạc nhiên một điều các bạn là khi mà chỉnh xong á, Di cảm thấy nó rất là thoải mái luôn nè, rất là vừa phải với lại cái kích thước của người của mình luôn. Đó, những anh chị và các bạn nào mà muốn cao hơn thì chúng ta có thể là chọn cái vị trí cao hơn, chẳng hạn như các anh chị vào mét 8 đi ha, à, rất là cao ha. Bắt đầu xác định vị trí đó, thì cái ghế nó sẽ hạ thấp xuống nè, đó, lùi ra phía sau đó, cái vô lăng nó cũng sẽ đưa về tới một chút xíu. Đó là những anh chị mà các bạn nào mà cao ha, tới 1m8 á, thì đó sẽ sử dụng ghế là thấp hơn, ghế lùi ra phía sau đó, rất là hay các bạn. Đó, Di sẽ chỉnh lại theo ý của Di, 1m68 thôi. Đó, đây là một cái mà rất là hay ha, khi mà các bạn chỉnh xong như thế này rồi ha, các bạn có thể là lưu lại bằng cách là tiếp tục luôn đó. Còn nếu mà trên đây các bạn, nó sẽ báo thêm một thông tin nữa nè, nhà bạn có thể là đặt một cái vị để một cái địa chỉ là nhà vui lòng nhận vị trí hiện tại, hoặc nhập một cái địa chỉ mới. Ví dụ như là Duy sẽ chọn vị trí hiện tại đi ha, vị trí hiện tại đi, làm showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng Minh Duy, thì vị trí lưu lại luôn nè. Rồi các cài đặt khác của hệ thống điện thoại, không có thiết bị được kết nối, nếu mà Duy kết nối cái điện thoại của Duy vào thì mỗi lần lên xe mình chỉ việc bấm một phát là nó sẽ kết nối vô luôn ha. Bây giờ Duy sẽ bỏ qua cái bước này đi, xong đó, xong bây giờ là đã những cái setup của Duy đã cài đặt xong hết rồi các bạn. À, rất là hay, định vị lúc nào nó cũng sẽ theo cái mình đang mong muốn, tính toán tuyến đường. Đó, thì khi mỗi lần mà các bạn anh chị lên xe các bạn, thì người khác lái xe của mình sẽ thay đổi ha, thì các bạn chỉ việc lên bấm vào cái hồ sơ của chúng ta thôi, chẳng hạn nè Duy Mercedes nè, hoặc là nhà mà chúng ta mà có nhiều người lái chung một chiếc xe thì chúng ta có thể tạo thêm hồ sơ ở đây. À, chẳng hạn như là các anh chị và các bạn có thể là bà xã lái, hoặc là các anh chị và các bạn lái, hoặc là con của chúng ta lái ha, thì chúng ta có thể là tạo những cái profile khác nhau như thế này. À, ngoài ra có rất nhiều những anh chị và các bạn hỏi là tính năng Apple CarPlay có thể là kết nối được không dây hay không ha, không dây hay không, thì hiện tại đối với những cái dòng xe Mercedes-Benz bên Duy đó thì chưa có cái tính năng kết nối Apple CarPlay không dây, nhưng chúng ta có thể là chọn thêm một cái thiết bị để hỗ trợ chúng ta. Đó, thì đây các bạn, đó, chỉ một cái cục nhỏ như thế này thôi, thì chúng ta có thể là cắm vào cái chỗ mà cổng kết nối Apple CarPlay nè. Đó, thì điện thoại của Duy đã kết nối sẵn rồi các bạn. Đó, chúng ta chỉ việc vào Apple CarPlay thôi. Đó, những cái thông tin mà cái điện thoại của Duy nó sẽ chuyển trên đây không dây nè. Đó, rất là tiện lợi luôn. À, điện thoại chúng ta có thể để ở ngoài ở đây ha, trên chỗ này chúng ta có thể là đậy lại, hoặc là chúng ta có thể để ở đây để sạc không dây. À, vậy là xong rồi, chọn Apple CarPlay ha. Đó, thì Duy nghĩ là với cái tính năng mà sạc Apple CarPlay không dây như thế này các bạn, nó cực kỳ tiện lợi luôn, chúng ta không có cần phải là có dây cắm rồi nó vướng víu các thứ ha. À, rất là thích luôn, rất là gọn gàng đó. Còn cái cục Apple CarPlay này các bạn có thể là dán ngay chỗ này ha, chúng ta có thể sử dụng cái keo hai mặt á, chúng ta dán vào đây đó, thì mỗi lần mà chúng ta để đồ đó nó sẽ gọn gàng hơn ha. Đó, chúng ta có thể đóng lại như thế này, rất là hay. À, với một cái thiết bị nhỏ như thế này thôi. Ok đó, wow, nghe nhạc ha, chọn vào đây. Đó, anh chị thấy không, rất là hay ha, rất là tiện lợi luôn.
Đó, thì bây giờ Duy sẽ cho các bạn anh chị và xem lại cái thiết kế tổng thể của cái xe một lần nữa ha. À, đây là cái vô lăng thế hệ mới của AMG, à, rất là đẹp, rất là công nghệ luôn. Các bạn thấy không? Thì càng lúc các bạn, Duy thấy càng lúc ha, Mercedes-Benz càng thiết kế đơn giản hơn, cũng như là giống như một cái phong cách tối giản á. Các anh chị các bạn mà nhìn nó không có bị chán á. Cái thiết kế của vô lăng này các bạn thấy không? Cực kỳ đơn giản luôn. Một cái thiết kế tròn chỗ này, có một cái logo Mercedes-Benz. Rồi khu vực này thì những cái nút bấm được thiết kế coi như là liền khối với nhau, cảm ứng ha, được tách đôi ra. Rồi vô lăng thì vô lăng AMG đáy bằng ở chỗ này á. Như vậy thôi các bạn là đã thấy rất là hay rồi ha. Trong đây thì chúng ta sẽ chỉ có một cái cốp thôi các bạn, nó sẽ không có cái tính năng, không có cái tính năng mà xịt nước hoa thông minh ha. Phiên bản E300 trước đây cũng không có. Trong đây thì chúng ta có thể để được những cái đồ điện thoại hay là những cái đồ vật dụng cá nhân ở đây. Bên trong này có hai USB ở đây, Type-C. Đó, tất cả những cái USB hiện tại bây giờ cho cái chiếc xe E300 AMG này thì đều là USB Type-C hết rồi. Đó, Type-C thì nó sẽ truyền cái tín hiệu nhanh hơn, cũng như là các anh chị các bạn mà sạc điện thoại hoặc là gì đó nó cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều. À, ok, thôi bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra bên ngoài xem lại tổng thể một vòng cái chiếc xe E300 AMG này nha. Vừa rồi thì Duy cũng đã giới thiệu cho các bạn một vài cái tính năng rất là nhỏ ở bên trong xe các bạn ha, nhưng mà vô cùng tiện lợi. Đó, thì đây là cái chiếc xe E300 AMG màu trắng với nội thất nâu. Đó, các anh chị và các bạn nào đó đang thích một cái chiếc xe E300 như thế này, đó thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Đó, thì để biết thêm chi tiết những về những cái dòng xe Mercedes-Benz thì các anh chị có thể là gọi cho Duy, cũng như là có thể bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Và Duy thường xuyên sẽ update những cái thông tin, những cái chính sách bán hàng cũng như là những cái chương trình khuyến mãi từ Mercedes-Benz trên cái kênh YouTube của Duy. Đó, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha.